Một quan chức chính quyền của Việt Nam cho biết hôm thứ Sáu 30 tháng 9 rằng ít nhất 12 thủy thủ trên một con tàu chở hàng mang cờ Trung Quốc đã chết ngoài khơi bờ biển phía nam của Việt Nam, nghi là họ bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi nhận được tín hiệu báo gặp nạn từ thuyền trưởng của tàu, chính quyền huyện đảo Côn Đảo đã triển khai máy bay trực thăng để đưa các nạn nhân và chín thủy thủ khác vào bệnh viện trên bờ, theo ông Quỳnh Trung Sơn, một cán bộ chính quyền địa phương. Những người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch và các nhân viên y tế của chúng tôi đang cố gắng cứu họ, ông Sơn nói qua điện thoại. Chúng tôi chưa thể xác định quốc tịch của các thủy thủ nhưng họ có thể là người Trung Quốc, ông nói thêm. Ông cho hay tàu Wu Zu 8 đang trên đường từ Thái Lan đến Trung Quốc và cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa rõ con tàu đang vận chuyển những gì. Con tàu được đóng vào năm 2013 với sức chở 76.000 tấn trọng tải và rời Thái Lan vào ngày 28 tháng 9 để đến Liangyonggang ở Trung Quốc, theo dữ liệu từ trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic.